Kính chào quý thầy cô giáo, quý vị giám khảo và các bạn học sinh thân mến. Đến với cuộc thi đẹp hôm nay, chúng em Trần Tấn Liên và Nguyễn Lê Quân xin mời đến với những câu chuyện nhớ thầy. Sau đây là những điểm ghi âm sâu sắc của chúng em với người thầy của mình. Những học trò trôi qua bao nhiêu vui, nỗi buồn, những trò quậy phá, lực lượng của học trò khiến không ít thầy cô đau đầu, bất lực. Nhưng có lẽ mỗi chúng ta đều không nhận xét được những khó khăn, vất vả mà mỗi người thầy phải trải qua. Hãy luôn cảm thấy trân trọng và biết ơn đến thầy cô của mình nhé. Đừng làm những điều khiến thầy cô buồn lòng để sau này phải hối tiếc. Những chiều mưa vừa đông, một vài vũng nước đọng lại trên đường còn chưa kịp rút xuống cống, đèn đèn đông bóng nước cứ vừa tạo thành lại vỡ tan theo bao ký ức nhạt nhòa về một thời xa thẳng. Chiều mưa từ trong nhà nhìn ra phố vắng, nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trú hay tìm một đống tay nào đó mà khỏi chiếc áo mưa tiện lợi vừa mới kịp mua vào. Lần tôi băng khung nhớ một mùa mưa nhiều năm trước, bao kỷ niệm về trường, về lớp gắn với cơn mưa chiều mùa gia tây bắt chợt ùa về. Như một thước phim quay chậm, một thước phim không mèo, có lẽ đã cũ lắm rồi, nhưng cũng chẳng kém phần sóng động, rõ đến từng chi tiết. Đêm đó, tôi mới lớp 6, bước chân vào trường trung học cơ sở Tân Quan không khỏi xa lạ và bỡ ngỡ. Thầy giáo dạy tiếng Anh của tôi khi đã trên độ quan cao, khác hơn những thầy giáo dạy tiếng Anh khác. Có vóc dáng cao lớn, đôi mắt sâu quắc với cái nhìn uy nghiêm, gõ thước liên tục xuống bàn mỗi lần khi học sinh lên trên bàn. Thầy của chúng tôi khá thấp, nâng hơi khùng, tạo hơi thoái, vầng trán cao và đặc biệt là đôi mắt sáng. Cái nhìn chiều mến, ấm áp. Và có khi tôi còn nhìn thấy chân đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn thành kiến. Sau thềm thì thấu qua chân mơ hồ khi thầy đưa mắt nhìn xa xem do đó là khoảng không vô định. Giọng nói của thầy trầm, rất trầm, ấm và mang sức tình cảm đến nỗi ai như thầy đang giảng bài bên lớp tôi cũng đều tưởng rằng chúng tôi đang có giờ văn. Thầy thiền lành và giảng dạy, đi dạy thầy chỉ mặc một chiếc quần đen có cái áo sơ mi đã sờn, nhưng trong thầy lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Thầy biết chữ thật đẹp, thậm chí có đứa còn chết chữ thầy nhìn tròn tròn thì cục như quả trứng gà ấy, chưa cắt thẳng hàng, nghe ngắn và đều. Nhìn những chữ gái cũng có thể đấu ra được phần nào cũng chắc lên trên tôi một thầy. Học trò tính nể cũng một phần với sự giám dễ với một ngày chân chắc của thầy. Bước sang học kỳ 2, cả lớp chúng tôi đều nhận thấy thầy trở nên khó tính và thi thoảng nhăn nhó hơn. Thầy cũng không la rầy gì đến bọn tôi, thầy vẫn dạy rất nhiệt tình, nhưng thầy cũng không còn cười nhiều như trước. Mấy đứa còn theo dạy lên rằng thầy không ưa lớp tôi nữa, thầy ghét chúng tôi rồi nên mới thế. Làm tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu mỗi khi học tiếp thầy. Cho đến một ngày gần đến đợt thi cuối kỳ 2, thầy cho chúng tôi đề cương ôn tập và nhận phần sơ sỉ giải. Thầy còn lên lịch ôn cho chúng tôi 2 buổi khi thầy có thời gian. Tất nhiên, chúng tôi chỉ cần đi nhập cho đầy đủ mà không phải nộp tiền gì cả. Rồi đột nhiên, sau ngày hôm ấy, nghe mấy đứa lớp khác nói thầy bị ốm nên không thấy đi dạy nữa. Đến hôm chúng tôi có tiết tiếng Anh, vẫn không thấy thầy lên lớp, bạn nó khó hớt hải chạy vào. Tụi bay, ông thầy mình vào viện rồi, bữa nay lớp mình trống tiết Anh. Một ngày mùa đông đêm ấy, cũng gần đến 20 tháng 11, lớp tôi vừa học thể dục xong, vừa bị rồi lớp, thì thấy có mấy đứa đứng tụng tụng trước con phèo. Bản tính tò mò, tôi cũng chạy lại xem, bỗng nghe tin sét đánh. Thầy cao mất rồi, mũi mắt không qua, do bị ung thư. Tay tôi ù ù, tôi khá thật lớn bảo không tin. Tôi không tin thầy đã chết. Không tin là mình không bao giờ còn lại thầy. Nhưng sao chân tôi như mất khẩn xuống, xung quanh, biết trước hết thầy thiết của đám bạn cùng lớp đó. Các lớp đó cứ ngủ ồn nếu như có hạng ngàn con eo mây qua vi trên tay. Để mưa ập đến, tôi chỉ biết đứng trong mùa mưa, hai mắt đẫm nước. Tôi nhớ về thầy, về những thể hiện đã nhạt nhòa đi trong một cơn mưa rầm đầu hạ. Có một điều nữa mà đến giờ tôi mới hiểu, chẳng phải thầy ra đi vì năm bệnh đột ngột đâu. Thật ra thầy đã phát bệnh từ hồi giữa học kỳ 2 năm đó, cộng với lao lực học nhập trong việc dạy học mới khiến thầy ra đi như, sớm như thế. Thảo nào thầy hay lên lớp với gương mặt mệt mỏi, khi thoảng hơi nhăn nhó và ít cười hơn hẳn. Ai biết đâu khi ấy cơn đeo đang hành hạ mà thầy vẫn cố gượng bước lên một giảng để mang đến kiến thức cho chúng tôi. Con chỉ ước thầy hãy sống lại dù chỉ một phút giây mà ghi lời cảm ơn về tất cả những gì thầy đã làm cho con. Và cũng cầu mong thầy tha thứ cho đứa học trò dại dột biết bản này về những thức
nào biết đâu có thể kiếm thầy buồn. Thầy có còn giận con không? Con chuyện giống em đã đến